Đây là mô hình nuôi chó phốc sinh sản. Đây là một đàn và mẹ ba con. Số đỏ mũi hàng. Nào. Đây một mẹ ba con. Đây là một em em Nhật. Đây là hai đực nhà mình. Một xô. Đây là dòng size to hơn. Hiện tại nhà mình có tầm gần 20 con cá sinh sản và cá đực nữa. Đây là đực đỏ mũi hồng size 2 cân 2 cân 8. Và đây là một xô mini là size 1 cân 8. Mình sẽ thả keo cho chơi. Nào. Cho nó sẽ nhảy ngoài cho nó thoáng mát. Đây vườn là mình rất rộng. Thỉnh thoảng mình thả nó các em nó sẽ nhảy ngoài này. Đây là cái 5 cân. Đấy, hiện tại nhà mình là có gần 20 em nuôi sinh sản. Đây là xô và cái nào. Nên lúc này nhà mình có đàn sinh sản. Đấy, nhà mình nuôi mấy năm mình sẽ làm trại lại cho nó mới. Tại nhà mình nuôi mình đang bất cập.